Biến căng, món đồ chơi trẻ em gây hot tấp tấp, vừa mới thành trend thì nhiều trường hợp đã bị cảnh sát cơ động tịch thu. Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội đang có một hiện tượng lạ thú vị, đó là đồ chơi kiếm phát sáng của trẻ em bỗng thành hot trend của người lớn, khiến các chị em mê mẩn. Các cửa hàng bán món đồ chơi này thì luôn trong tình trạng cháy hàng. Các nam thanh nữ tú tối tối cầm kiếm đồ chơi đi dạo, bật đèn sáng long lanh khiến không ít người tỏ ra thích thú. Dự báo đây sẽ là món đồ chơi hot nhất trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, món đồ chơi đó đã bị cảnh sát cơ động tịch thu khi nhiều trường hợp đang vi vu trên đường, khiến nhiều tay chơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Kiếm đồ chơi bằng nhựa mà, sao lại bắt thế nhỉ? Thực thế, theo lý giải của các anh cảnh sát cơ động, thì khi các bạn đi xe máy rồi giơ kiếm phát sáng như thế, sẽ gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông. Ánh sáng phát ra từ kiếm sẽ làm chói mắt người đi phía sau, dễ gây tai nạn. Nên dù là món đồ chơi đang hot trend, thì các bạn cũng không nên mang ra đường, mà nó sẽ thích hợp hơn khi các bạn chơi ở nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh Tin Mới 3 Phút để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.